Ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn là một lĩnh vực đầy tiềm năng và thu hút nhiều lao động, nhưng rất ít lao động Việt Nam đạt chuẩn của các nhà hàng khách sạn từ 4 tới 5 sao. Mới đây, để giải quyết bài toán chất lượng lao động, ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn Imperial Group đã thành lập trường đào tạo nghiệp vụ chất lượng cao theo mô hình quốc tế Imperial International Hotel School với sự hợp tác của Đại học Niagara, New York, Mỹ. Trường Imperial International Hotel School chính thức thành lập vào ngày 5 tháng 1 năm 2016. Đây là trường đào tạo nghiệp vụ du lịch nhà hàng khách sạn đầu tiên ở Việt Nam, hoạt động theo mô hình chuẩn quốc tế Hotel School, tức là sinh viên được thực hành ngay tại khách sạn 5 sao, cụ thể là khách sạn Imperial Hotel Vũng Tàu, xuyên suốt chương trình học, học chủ yếu bằng tiếng Anh và giáo trình nước ngoài. Bước đầu tiên là các bạn phải cải thiện kỹ năng tiếng Anh, đó là kỹ năng kiên quyết nếu muốn làm việc cho khách sạn 5 sao. Thứ hai là các bạn cần phải dung hòa cá tính của mình. Văn hóa con người Việt Nam rất thân thiện và hiếu khách, nhưng đôi khi các bạn hay thu mình lại. Chính vì vậy, chúng tôi muốn thay đổi điều đó. Và cuối cùng, chúng tôi muốn giúp các bạn cải thiện kỹ năng chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo của mình. Đồng thời, với việc ký kết hợp tác chiến lược, Đại học Niagara, New York của Mỹ sẽ thiết kế các chương trình đào tạo nghề cho các khóa học ngắn hạn cũng như dài hạn của Imperial International Hotel School, nhằm tạo ra đội ngũ nhân sự đẳng cấp quốc tế để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành khách sạn và du lịch tại Việt Nam. Việt Nam có một lực lượng lao động rất trẻ và năng động và có những cơ hội phát triển du lịch đầy tiềm năng. Đó là chưa kể đến tiềm năng phát triển năng lực của đội ngũ lao động và tiềm năng phát triển các viện, trường đào tạo nghiệp vụ vốn đầu tư tư nhân. Chính vì vậy, tôi cho rằng đây là một mối quan hệ hợp tác rất tuyệt vời giữa Đại học Niagara và Imperial Group. Chúng tôi chọn Imperial Group làm đối tác ở Việt Nam là vì họ là một doanh nghiệp dẫn đầu ngành khách sạn và chúng tôi đều muốn hướng đến một mối quan hệ hợp tác bền vững. Chúng tôi có những quan điểm tương đồng về cam kết đạt đến đỉnh cao chất lượng và đào tạo và chuyên môn. Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang phải đối mặt với việc thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, thách thức lớn khi gia nhập cộng đồng kinh tế chung ASEAN-AEC và các hiệp định thương mại, sự ra đời của một trường nghiệp vụ chuẩn quốc tế là giải pháp cụ thể cho việc xây dựng nhân sự chất lượng cao, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam. Chúng ta chỉ có các cái trường đào tạo về lý thuyết về du lịch và hoàn toàn chúng ta không có kỹ năng du lịch, không có kỹ năng nghề. Ông Richard Lindstrom, hiệu trưởng Imperial International Hotel School cho biết, giai đoạn đầu để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nóng của thị trường khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN vừa có hiệu lực, trường sẽ tập trung vào các khóa ngắn hạn song song với việc đào tạo cấp chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành du lịch. Giai đoạn 2 sẽ triển khai các chương trình đào tạo dài hạn cho hệ trung cấp, cao đẳng và kết nối chuyển tiếp với Đại học Niagara hoặc các trường đại học đối tác nước ngoài khác.